Rồi xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mình khỏe bên gia đình. Thì hiện tại bây giờ là buổi trưa á. Buổi trưa thì gà cho mấy đứa nó ăn cơm trưa cả nhà. Nhà thấy tụi nó ăn cơm không? Không có giỡn nha. Mình cho bên đây là mấy bé trái đực không à. Có mấy bé cái là nữa bên kia. Này nó ăn no nó đi ra nè cả nhà. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Đấy, thì tao ghi đây. Tao ghi vào quánh ạ. Nè. Con bé này là tên là cà rốt nha cả nhà nha. Đấy, còn con bé kia là su hào kìa. Này là củ cải. Nó đang lột cái tế bào chết đó cả nhà. Là cái da của nó chứ không phải là nó bị lét đâu nha cả nhà nha. Tại vì gà chích thuốc cho nó rồi. Chích thuốc trên người nó nè, chích 3 mũi nè. Đó. Đang lột tế bào chết ra nó kiểu như là nó liền cái da của nó lại. Hôm bữa nó ghẻ ghê lắm cả nhà ơi. Tay con bé chó này là hôm bữa có nhiều cô chú anh chị nói nó buồn á. Tại vì gà thương là tự thương đồng đều hết á, đứa nào cũng thương chứ không phải là đứa thương đứa không đâu. Bên này là mấy bé chó cái nè, thì gà cho nó ăn ở bên đây nha cả nhà. Đó, con xin nó đang ăn á. Cái hồ nước nè, gà cho cả nhà coi nha. Đây là cái hồ nước nè, hồ nước gà bơm nước nè. Buổi sáng gà bơm vô cả nhà thấy nó sạch không? Nó rất là sạch nha cả nhà. Thì tụi nó có thể uống nước ở đây luôn, tại vì nước đây nước sạch á. Ở trong đây không biết sao có một cái tờ giấy. Để gà lấy ra nha. Giấy nè. Mấy con bé chó nó tha vô chứ không có con nào tha vô đây hết á. Tại vì mình rửa hồ cho nó là mình rửa sạch sẽ luôn á. Không có cát, không có gì hết nha cả nhà. Mình lui ra mình quay cho cả nhà hết toàn cảnh bên trong nha. Đó. Thì sắp tới là gà sẽ cứu nhiều bé nữa. Tại vì mình đi đường á, nhiều lúc á là mình cứ suy nghĩ là mình cứu á, cứu về mình nuôi không có nổi cả nhà. Nhưng mà mình đi ra đường á thì mình thấy tụi nó ví dụ như bán vô những cái lò mổ hay là bỏ rơi lang thang ngoài đường á, mình cảm thấy nó khó chịu trong người lắm. Nên là mình phải cứu nó về để mình chăm sóc cho nó. Đói ăn đói no ăn no nha cả nhà nha. Chỉ cần nó có một cái chỗ tốt đẹp là được rồi. Nó ăn xong á, ăn xong là gà dọn dẹp hết cái khu vực này, mình xịt nước cho nó sạch á. Không có để cho bất cứ một cái con ruồi nào bu vô thức ăn hết. Bu vô những cái hạt cơm mà mình làm rơi ở dưới đất á. Nó bu vô đó là ví dụ như nó đẻ ra những cái trứng á cả nhà. Nó đẻ trứng ra thì con chó nó ăn vô nó sẽ bị bệnh nha. Cả nhà thấy tụi nó chưa? Đứa nào đứa nấy ăn cái bụng non nê, con bé này ăn cái bụng nè cả nhà. Con bé này là con bé cái nè. Con này là con su hào. Con cái bụng anh đi à. Đúng tắn nha. Này anh bự bằng bé đực rồi đó. Đấy, bự bằng cà rốt luôn. Còn này cu ly nè. Cu ly mất cưng mưa lưng cưng. Ăn xong á, đợi tụi nó ăn xong hết là mình dọn dẹp tô chén này kia, không có để cho bất cứ một cái tô nữa. Cả nhà thấy không? Ở đây có một con ruồi nó bu vô nè. Nó bu vô cái dĩa nè. Nó ăn á. Khi mà nó đẻ trứng ra á là nó chó nó ăn vô nó dễ bị bệnh lắm cả nhà. Nên mình phải làm xiên á, nó vừa ăn xong là mình phải dọn ngay. Không có để bất cứ một cái con ruồi nào mà ở trong đây hết. Mình ăn á, mỗi lần cho nó ăn là mình phải canh giữ nó nha cả nhà nha, không được cho nó cắn lộn nha. Tại vì chó nó rất là cắn lộn nha. Mình nuôi nó mà mình phải chăm sóc cho nó thật là kỹ á. Nếu không mà nó cắn ghê lắm. Những cái trại chó gà thấy có nhiều trại mà người ta nuôi nó chật chội á, mà đổ thức ăn ra mà không có đổ trong tô cho nó ăn nữa. Cái thứ nhất là nó dơ. Cái thứ hai là nó ăn nhiều khi nó ăn cát mà vô cả nhà nó dễ bị bệnh. Chứ lại mình để nó chật chội quá nó cắn lộn ghê lắm. Cắn kinh khủng luôn á. Nó cắn mà nhiều con nó cắn chết luôn á cả nhà. Nhà gà nuôi đây nè. Nuôi bao nhiêu đây mà đất rộng mênh mông. Mà mình còn sợ nó cắn nữa. Mỗi lần ăn phải canh nó. Phải cho đứa này ăn, đứa kia ăn chứ không phải là nhiều khi mình không canh giữ á. Là có đứa ăn được, có đứa không ăn được á cả nhà. Thì nó sẽ đói á,
mấy đứa to to là nó hay ăn hiếp mấy đứa nhỏ lắm. Đây, củ ly. Ăn cái gì á? Ai cho cắn cục đá hả? Ai cho? Không có được cắn cục đá nghe cho. Quấn á. Còn con bé đây nó cái da của nó này cả nhà. Nó cái tế bào chết á nó rụng ra chứ không phải là nó bị lét đâu nha cả nhà nha, nó đang mọc lông mới á. Thì gà chích thuốc cho nó đầy đủ hết rồi. Chó nhà gà chích bảy lơ bệnh với lại cho nó uống thuốc sổ dung á. Cái quan trọng nhất là cái thuốc sổ dung nha cả nhà nha. Thuốc sổ dung nếu như mình không sổ dung cho nó, nhiều khi mấy cái con lãi rồi con dung kim, dung đũa rồi này kia là nó trong cơ thể nó ăn những cái thức ăn mà con chó ăn vô là bao nhiêu là nó ăn hết luôn á. Xong xong này nó to lên là nó sẽ bị đường ruột nó chết đó cả nhà. Cắn đâu vậy con? Đứa này là nó hung dữ nhất à, gà còn thuần phục nó được mà. Nói chung mình thương nó là nó sẽ thương mình thôi. Đó, mỗi lần mình ngồi xuống á là nó bu lại nó cào xé mình. Nên mình không dám ngồi. Không phải là nó cắn mình đâu cả nhà, nó thương mình đó. Thương mình, nó làm nũng với mình á. Cả nhà để thương cho cả nhà. Thương tụi nó chưa? Đây. Đây, cả nhà coi nè. Nó đi tiểu nè. Đi tiểu ra chỗ đây nó cũng rất là hôi nha. Đó, bữa nào mà nó đi tiểu đây á, mình phải lấy cái miếng giấy hay cái gì đó, cây xốp gì đó mình đánh đít là mình chỉ vô cái đống phân hoặc là cái chỗ mà nó đi tiểu á cho nó quen. Cho nó không có dám đi nữa. Coi cái mặt nó nè. Này đứa nào đi tiểu ở đây? Này đúng không? Ai? Thì tao đây. Tao đây. Rồi biểu. Không có được đi tiểu chỗ đây nghe chưa? Nghe chưa? Đánh đòn nghe chưa? Nó giỡn á cả nhà. Giỡn ăn no không có giỡn á. Ăn xong là em có gà dọn dẹp hết nha. Dọn dẹp sạch sẽ hết luôn. Không có cho mà nó để lại thức ăn thừa. Những con ruồi thì gà có làm một cái hồ nước chỗ đây nè cả nhà. Đó. Mình làm một cái hồ nước ở chỗ đây, cái thứ nhất á là cho con chó nó uống, thứ hai là nó leo vô nó tắm luôn cũng được nữa. Tại vì gà có để những cái máng nước cho nó uống, còn nó thích tắm thì nó tắm nha. Với lại khi mà mình có những cái hồ nước á, có hai hồ nước hai bên á là nó sẽ mát nữa. Ví dụ như trời nắng nóng á thì có cái hồ nước nó rất là mát nha cả nhà. Thì quê gà thì nói về nóng á thì nó không có nóng đâu, tại vì gió lắm cả nhà. Cả nhà coi qua đây nè. Đây. Tụi nó là nè. Tụi nó bữa nay quen hết rồi, đi vệ sinh toàn là đi ngoài cát không à. Không có đi ở trong trong nhà nữa. Ở trong nhà nó rất là sạch sẽ luôn. Mình vô là không có một giọt nước tiểu nào với lại một cục phân nào đó, tại vì nó quen rồi, nó đi ra đây không à. Thì dòng chó nó lại thích đi ở ngoài mà. Tao đây, tao biểu nè. Đây, nè. Con bé này nè, bé này nó hiền mà. Hiền queo à. Hiền khô nữa chứ. Thương. Đây. Một cái. Cả nhà thấy không? Nó ra đây nó chơi này, nó ăn xong bắt đầu nó kiếm chỗ, nó chạy ra nó đi vệ sinh á. Đây cả nhà coi cái sân chơi của nó nè, thì gà đổ cát cho nó nha. Bên đây là chó cái, gà đổ cát. Đổ cát cho nó. Đổ cát nhưng mà chưa có xong đâu. Thì bên này là gà cũng tính đổ cát luôn nè. Bên này mai là gà sẽ đổ cát với lại mình dọn dẹp hết tất cả những cái cây khu vực này. Đó, nó ăn xong nó chạy ra đó đi vệ sinh đó. Đi vệ sinh đó là mình hốt cho nó dễ nha cả nhà nha. Mình dọn phân của nó rồi cho nó dễ. Nó ăn xong là nó cứ chạy ra đó thôi. Thì mình làm cho nó công viên thì như vậy là mình đỡ mệt hơn cả nhà. Đỡ khổ với tụi nó nữa. Đấy. Đấy. Thương. Ăn no chưa? Đó, ăn xong là mình dọn nè. Cứ mỗi lần tới đây là gà cảm thấy cái hồ nước này nó rất là mát luôn. Rất là mát nha. Nước đây là nước sạch nha cả nhà nha. Nước đây là gà bơm cái nước máy á, mình mua ở dưới cái nhà máy công ty á. Nước đây mình có thể uống được, rất sạch. Cả nhà thấy trong không? Ở trong luôn bên này nữa nè. Bên này tí nữa gà bơm cho nó đầy lên. Bây giờ gà sẽ đi vào bên trong nha. Bên trong cái nhà nha. Đây đây con nai, đây con nai. Gà quên nói về con nai cho cả nhà coi chứ. Đây con nai nè cả nhà. Đó, bé nai á.
Như này nó rất là hiền nha. Bữa nay nó mập lên chứ không phải là nó ốm đâu nha cả nhà nha. Tại vì mình cho nó ăn phải từ từ nó mới mập, chứ đâu phải là thuốc Trung Quốc đâu mình cho ăn cái là nó mập liền. Đó. Phải từ từ nó mới mập, nó mới chắc da chắc thịt nha cả nhà. Bây giờ gà đi vô nhà nè. Đó, bây giờ gà đi vô nhà. Cả nhà coi nè. Bên trong ngôi nhà nè. Cả nhà thấy rộng rãi chưa? Rộng rãi sạch sẽ. Đứng đứng nó nhóm nhóm ra nè. Nó đứng ngay chỗ đây nó mát á. Nhóm nhóm đó 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 giỡn giỡn. Su hào, đây biểu một cái. Cái nhà coi nó chóc mấy cái tế bào chết ra nè. Chóc cái tế bào chết ra nó mọc lông mới. Ngon nha, ăn nhiều nha. Có mấy đứa gà nuôi nó, kiểu như mình nuôi nó lâu rồi mình không thấy nó lớn cả nhà. Xong cái từ từ cái nó phát triển, nó lớn một phát là nó lớn nhanh luôn á. Lớn mình không tưởng tượng được luôn á. Cả nhà thấy gió mát không? Đứa nào đứa nấy lông bay phất phới hết này. Gió mát lắm. Cả nhà nhìn qua cái cây bên kia là cả nhà biết là quê gà gió cỡ nào rồi. Gió ghê lắm, gió nó rất là mát. Thì tụi nó buổi trưa còn ra đây nằm không à, chứ nó không có vô trong nhà nằm đâu. Ban đêm lạnh thì nó mới vô thôi. Nó tập trung hết ở ngoài đây cả nhà. Đó. Tập trung hết rồi. Sủa sủa ầm xèo hết nè. Coi nó ra để chơi vui không. Nó thấy mình thì nó mới đi tó đi lui vậy thôi, chứ còn mà không có mình á, không có mình là nó nằm xuống nó ngủ hết à. Ngủ chưa á, ăn xong nó ngủ chưa hết à. Không có đứa nào ở đây đâu. Cái nhà xem tụi nó nè, đứng ở chỗ cái cửa mà nó nhìn ra nó vui lắm. Kiểu như là ở trong cái nhà mình nhìn ra cái cửa sổ vậy á. Gió nó thổi vô nó mát cả nhà. Mát á, tụi nó thích đứng ở trong nhà để ngóng ra, ngóng trong á. Đó, thương chưa? Thấy cưng chưa? Đó, đứa nào đứa nấy ra ngoài đứng dễ thương. Thương gì đâu á, coi nè, coi mặt. Thương quá, thương quá. Không có được cắn lộn nghe chưa các con. Nha. Nha. Lu nè, không có được cắn lộn nghe chưa. Nghe không? Đó, nhà thấy chưa? Đứa nào đứa nấy dễ thương á. Thì gà mới mới xịt xong nè cả nhà. Đó, mới xịt ướt hết nè luôn nè. Xịt cho sạch sẽ á. Gặp ơi, quay cắn à. Cậu Quýnh à, đây nè. Không có cắn. Còn lâu nữa, lâu nữa không có cắn nha. Đi đây. Đi ra. Lâu đi qua đây. Đi vô nhà. Nó hay gừ gừ với nhau lắm cả nhà. Đi ra. Đi ra, con bự con là không, con không có gừ cho. Gừ nôi cho, nôi nhỏ con nha. Hay gừ lắm nhưng mà nó không có cắn lộn đâu. Tại vì mình cái không gian của mình rộng rãi. Đi qua đây, bà Quýnh á. Này, không gian rộng rãi là nó không có cắn lộn đâu nha cả nhà nha. Nếu mà mình để cái chỗ chật chội quá là nó cắn ghê lắm. Mỗi khi mà mình cho nó ăn á, nó giành lộn ở cả nhà, nó cắn. Mình phải để cho nó một cái không gian rộng rãi để cho nó chơi đùa, nó thoải mái trong người nó không có cắn lộn. Coi chơi nè, ra chơi nè. Thì gà xịt cho nó sạch sẽ hết cả nhà. Không còn một miếng cơm nào hết á. Mình dọn dẹp hết. Dọn dẹp sạch sẽ hết. Với lại mấy cái chậu nước á. Gà cũng muốn nói với cả nhà luôn. Mấy cái chậu nước này một ngày là mình phải thay cho nó là 2 lần nha cả nhà nha. Thì cái chậu này nè. Mình thay xong mình phải chà hết cái này. Nó đóng cái gì vậy cả nhà. Nó rất là nhớt nha. Với lại những con chó khi mà nó tới nó uống á. Là nó rớt cái lông vô đó. Nó nổi lên trên cái mặt nước á. Thì nó rất là dơ. Chó mà uống vô thì nó sẽ bị bệnh đó nha cả nhà. Nên mình phải thay nước cho nó một ngày 2 lần. Còn cái hồ này thì nó rất là sạch rồi. Hồ này nó rất là sạch. Mình có thể lấy nước này để rửa luôn. Rồi mình cứ gần hết là mình nó thấp xuống là mình bơm vô. Hay là con bé Nô nè. Con bé Nô là nó về chung với lại con Lu với lại con Tranh đó. Nó dữ lắm. Nó không dữ lắm. Nhưng mà gà thương nó là nó thương gà nè. Nó thương á, thấy chưa? Còn hai đứa kia nó đang ngủ kìa. Gà đi vô nha, gà đang bơm nước bên ngoài nè. Đây, cả nhà coi nè. Đây là con bé cáo nha. Cáo. Bà biểu cáo. Cáo bên này nè. Cả nhà thấy không? Nên nó tròn trịa dễ thương.
còn hai mẹ con với mi kìa. Hai gà đang bơm nước đây nè, bơm nước vô trong cái hồ đây cho nó có nước á. Sáng gà bơm nó bên đây rồi, nó đầy rồi, đầy bên đây nè, rồi là mình bơm qua bên đây. Có hồ nước đây nó rất là mát nha cả nhà nha. Chẳng hạn như ví dụ như cái hồ này đúng không, là nó ví dụ như chó mà cái lông chó cả nhà nó mà rơi vào đây nè, cái lông thì nó không có chìm xuống mà nó nổi lên trên mặt nước á, mình bơm cho nó tràn luôn, nó tràn là nó chảy cái lông ra ngoài kia đó là nó sạch nha. Giống như là nó tràn nước lên á thì cái lông những con chó nó sẽ chảy ra ngoài kia, nó sẽ sạch. Mình để ở đây cho nó đầy cái hồ bên đây luôn. Và sáng lu nó nhảy vô đây tắm luôn cả nhà. Chanh, tao biểu ơi, tao biểu chanh. Bây giờ gà đi vô trong đây nha, vô trong đây cho cả nhà xem nó giỡn đây nè. Đây, bé đây là con sư thầy. Này giỡn á, nó là trái đực nha cả nhà nha, nhưng mà thì nó triệt sản rồi, nó hiền lắm. Nó chơi đây nè cả nhà, chơi đây nè, tối là nó vô đây nó ngủ. Bây giờ là nó vô đây nằm á, ăn xong nó vô nó nằm á. Còn con bé kia là con bé sù. Cái sù nè, cái sù giờ nó đang ăn nè, cho nó ăn á. Đang ăn á. Nó già lắm rồi cả nhà ơi. Nó già lớn tuổi rồi, nó gừ ha. Lớn tuổi rồi. Đây. Chỗ này nó nằm nè, nằm nè. Mình dọn dẹp lại cho nó cũng vô đây nó phá à. Phá nó nằm. Con bé này thì nó thích nằm ở chỗ đây. Thương quá. Nằm đây. Cho nó lên đây nó nằm. Nó tha đi miếng rồi nè. Nè miếng. Wow. Thương quá mập ơi. Thương quá. Giờ mình qua sân chơi của bên phái nữ nha. Chơi nè. Mở này ra, bên này nó có một cái chốt bên này nữa. Thì mình làm hai cái chốt á, mình đi qua bên nào thì mình gắn bên đó. Đi ra con, ra con trai. Gắn này, gắn lại là không cho nó qua. Đó, nó bù theo á. Ê, Thương. Và thương. Na thương nè, cam thương nè. Cả nhà thấy bốn đứa nó không cả nhà? Mi thương nè, mi thương mi nè. Thương mi. Đây. Chỗ của tụi nó ở cả nhà. Nó không buổi trưa thì không có đứa nào mà nó vô đây đâu. Tại vì buổi tối thì nó mới vô. Đây. Cả nhà thấy không, chó cái mà nó cũng muốn như là nhà chịu đực nữa. Nó chịu đực á. Hai đứa nó làm nhau luôn. Nhà cô này bên này thấy mi nè nó ú không? Ú tròn dễ thương không? Nha. Nè, thương nha. Thương nhăn. Thương nè nha. Nè. Thương nè. Chanh. Còn con bé đây này cả nhà, nó cắn với lại con mi á, hai mẹ con nó cắn nhau luôn, cắn nhau ghê lắm đó, cắn nhau mà lát với mình luôn. Gà tha thuốc, gà mua bi xám đồ tha thuốc, mới chích cho nó một liều thuốc nữa. Nó cắn nhau á, nó lành lại rồi đó. Hôm bữa là nó cắn, hôm bữa là con bé mi nó đẻ ra một đứa cả nhà, rồi không biết sao á là nó cắn nhau, mẹ con mà nó cắn nhau á. Ăn nhiều cho mau lành vết thương nha con nha. Bị tật nhảy cái tân thấy ghét à. Thương không có cắn nhau nghe chưa. Đi chơi cả nhà, coi kìa hai đứa cái mà coi nó làm gì cả nhà ha. Cam kìa thì có nhiều của chú anh chị nói gà là bữa nay gà giàu có lắm, xây này xây kia tùm lum hết cả nhà ơi, thì gà giàu thiệt mà.
Và bữa nay trở thành tỷ phú rồi cả nhà ơi. Trong túi thì không còn một xu nào đó, nhưng mà đây là tài sản của gà đây. Đó, tài sản vô giá. Đây cục vàng, cả nhà thấy cục vàng không? Cục vàng này nặng 20 kg, mười mấy ký à. Còn bữa nay nó xanh em bé rồi, nó nhẹ lại rồi, nó tầm mười mấy ký thôi. Cục vàng này cả nhà nha. Bữa nay cả nhà biết cái vàng này nhiều cây không? Gần 60 triệu, 62 triệu rồi à, không biết bây giờ lên xuống như thế nào. Mà mười mấy ký thì bao nhiêu tiền đó. Cả nhà thấy chưa, vàng nè. Vàng nghiêng khối, vàng khè luôn nha cả nhà nha. Đó, dễ thương chưa. Nên cục kia nữa kìa, cục kia bị lỗi. Đó, cục vàng nó bị lỗi. Cục vàng nó cũng mười mấy ký bị lỗi. Dễ thương. Đây. Dầu. Bữa nay gà lang thang trở thành tỷ phú rồi. Tỷ phú hết rồi. Có bao nhiêu tiền đổ ra mình xây nhà để bảo vệ mấy cục vàng đây. Coi bị cướp nó vô nó cướp á cả nhà. Thì có nhiều cô chú anh chị cứ nói gà bữa nay giàu lắm. Thì gà giàu thiệt mà. Giàu tình yêu thương cho động vật hay lại con người. Cái chân khèo 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 khèo. Thực tế ra là gà xây hết trang trại lên tụi nó là không còn một ngàn nào dính túi hết cả nhà ơi. Mà còn bị âm thiếu nợ nữa, thiếu nợ người ta nữa. Cái chuồng chim bồ câu gà còn đang thiếu nợ kìa. Như lại đang còn thiếu nợ rất là nhiều. Nhưng mà không sao, từ từ mình kiếm tiền mình trả. Chỉ cần có cái chỗ ở cho tụi nó nè. Trước mắt là phải có chỗ ở cho tụi nó. Tụi nó sống tốt là mình có cái tâm trí để mình vươn lên. Vươn lên để mình trả nợ nha cả nhà nha. Này, 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 đó. Đứa nào thấy mình nó cũng thương hết, thấy không? Thấy không? Không có cắn nhau nha. Các con yêu quý không cắn nhau nha. Trời. Nè, bà biểu. Nè, nè, nè. Cam. Này tụi nó chơi nè. Gà ngồi đây mà gà cảm thấy nó rất là thoải mái luôn á. Nước tràn luôn cả nhà. Nước tràn nè. Nước đầy. Đầy hồ lại cả nhà. Đầy hồ nước à. Trời, đây đi ngủ đi. Các con đi ngủ đi. Mau đi. Thì gà bây giờ gà cũng tạm dừng video tại đây nha. Để gà đi kiếm tiền cả nhà. Đi kiếm tiền để lo cho các bé nha. Mình còn thuốc, chích thuốc vaccine nè. Rồi còn mua thuốc trị ve nè. Rồi mua thức ăn cho các bé nè. Gạo, đồ thóc này kia nữa. Mình đi làm để mình có bao nhiêu tiền thì mình mua thức ăn cho tụi nó. Mơ. Cái mì bên đây nó ngon ghê không? À, mắt dính gàng nè, bà lau gàng cho. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn dành thời gian báo xem đồ của gà nha. Và luôn ủng hộ cho gà. Cả nhà đừng quên bấm cho gà một like nha. Và đăng ký kênh, chia sẻ video đến tất cả mọi người biết nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye nha, bye bye. Và đi làm nha. Làm cho mi nha.